Giang nghệ sĩ không giấu nổi đau buồn, bật khóc trong tang lễ anh Vũ ngày thứ hai. Hôm qua 10 tháng 4, đám tang cố nghệ sĩ anh Vũ vẫn đang diễn ra. Các nghệ sĩ Vbiz đến viếng đều mang nhiều cảm xúc khác nhau. Hôm qua 10 tháng 4, đám tang nghệ sĩ anh Vũ vẫn đang tiếp tục diễn ra tại chùa Ấn Quang. Theo ghi nhận, các đồng nghiệp vẫn đang đến viếng, ai cũng mang trong mình nhiều cảm xúc, không giấu được nỗi buồn của mình. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng xếp hàng ngay ngắn để đến tiễn đưa nghệ sĩ anh Vũ trước khi anh về nơi an nghỉ. Đám đông hiếu kỳ livestream đã thưa bớt so với ngày đầu. Nghệ sĩ Phi Phụng đến viếng trong ngày thứ hai đám tang cố nghệ sĩ anh Vũ. Diễn viên Kim Tuyến vừa từ Mỹ trở về Việt Nam đã tới tang lễ. Diễn viên Hiền Mai, MC Thanh Thảo, nghệ sĩ Minh Nhí vẫn túc trực trong tang lễ từ ngày hôm qua. Các nghệ sĩ đến viếng trong ngày thứ hai của tang lễ. Ngoài ra còn có cả những người hâm mộ xếp hàng đến viếng. Nam diễn viên Quang Minh, diễn viên Thái Hòa, ca sĩ Long Nhật bật khóc vì tiếc thương nghệ sĩ anh Vũ. Diễn viên Quách Ngọc Tuyên, cả hai nghệ sĩ nán lại khá lâu để chia sẻ với gia đình anh Vũ. Nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, nghệ sĩ Quốc Thuận tiếp tục tới tang lễ anh Vũ trong ngày thứ hai. Ca sĩ Nam Cường, diễn viên Hành Thúy, nghệ sĩ Kim Xuân, diễn viên Minh Nhự. Càng về tối, người dân càng đổ dồn về chùa Ấn Quang để theo dõi tang lễ, khiến tình trạng hỗn loạn tiếp tục xảy ra. Trong hình, ca sĩ Cẩm Ly đã rất khó khăn để vượt qua đám đông mới có thể vào viếng nghệ sĩ anh Vũ. Tỉnh lại sau ca cấp cứu, mẹ nghệ sĩ anh Vũ tức tốc đến nhìn linh cữu con trai. Nhìn vào những hình ảnh này, nhiều người xúc động khi thấy bố mẹ nghệ sĩ anh Vũ tiều tụy sau một ngày suy sụp khi đón thi hài con trai từ Mỹ về. Mẹ nghệ sĩ anh Vũ gắng gượng trò chuyện cùng mọi người sau nhiều tiếng đồng hồ suy sụp, ngất xỉu khi thấy thi hài con trai về. Từ khi thi hài nghệ sĩ anh Vũ được đưa từ Mỹ về Việt Nam, linh cữu quàng tại chùa Ấn Quang, thành phố Hồ Chí Minh, từ chiều 9 tháng 4, đông đảo nghệ sĩ và khán giả đã đến thắp hương tiễn biệt nam diễn viên hài quá cố. Thế nhưng mặc dù linh cữu anh Vũ để về chùa Ấn Quang được gần 2 ngày, tang lễ cũng đang diễn ra, nhưng mẹ đẻ cố nghệ sĩ vẫn chưa thấy xuất hiện. Tối ngày 10 tháng 4, mẹ cố nghệ sĩ gắng gượng nén đau thương để ra nhìn tang lễ trò chuyện cùng mọi người. Được biết đứng sinh thành anh Vũ nhập viện từ trưa qua vì không chịu nổi cú sốc, vì sức khỏe tạm thời không cho phép nên bà vẫn chưa thể có mặt tại đây. Mẹ nghệ sĩ anh Vũ đã khỏe lại nhiều sau nhiều giờ, trước đó vì sức khỏe tạm thời không cho phép nên bà vẫn chưa thể có mặt tại lễ tang. Mẹ cố nghệ sĩ liên tục nhận những lời an ủi cũng như những cái ôm động viên từ bạn bè đồng nghiệp của con trai. Dường như đây là lần bà đã gắng gượng nén tất cả những đau thương. Bố nghệ sĩ anh Vũ là người mạnh mẽ đã kìm lại nỗi đau để lo tang lễ cho con trai cùng gia đình. Ông liên tục tỏ ra buồn bã khi sự ra đi của con trai quá nhanh khiến ông chưa nói lời dặn dò. Ông trò chuyện cùng mọi người trong tang lễ. Trước đó vào khoảng 10 giờ sáng, mẹ anh Vũ đã có mặt tại chùa Ấn Quang để chờ đợi người con trai xấu số. Tuy nhiên bà như lả đi vì khóc cạn nước mắt, quá đau buồn trước thời khắc gặp lại con. Hình ảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ai mà không xót xa. Sau tất cả nỗi đau, bố mẹ cố nghệ sĩ gắng gượng trò chuyện khiến nhiều người không cầm được nước mắt với câu nói đầu bạc tiễn đầu xanh. Lễ động quan diễn ra lúc 6 giờ sáng 12 tháng 4, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Hồi ức về một anh Vũ rất khác trong suy nghĩ của nghệ sĩ Duy Phương, Chí Tài và Tấn Hoàng. Trong ký ức của nhiều người đồng nghiệp, ngoài hình ảnh của một anh Vũ khoác trên mình danh xưng nghệ sĩ lớn, anh còn hiện về trong suy nghĩ của bạn bè, người thân với một vẻ rất đặc biệt. Rạng sáng ngày 10 tháng 4, mặc dù màn đêm đã bao phủ xung quanh ngôi chùa Ấn Quang, nhưng nơi đây vẫn sáng đèn khi các nghệ sĩ đồng nghiệp đến thắp cho người bạn, người anh Vũ nén nhang cuối. Khu vực thăm viếng tại nhà quan được gia đình cố nghệ sĩ anh Vũ chuẩn bị chu đáo tươm tất để những người đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ của anh đến viếng. Trong số nhiều nghệ sĩ đến viếng lúc nửa đêm, không khó để nhận ra những cái tên tuổi gạo cội trong làng kịch nói tại thành phố Hồ Chí Minh như nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ hài Tấn Hoàng, Hổ Nghĩa, Chí Tài, Duy Phương, Thúy Nga, nghệ sĩ cải lương Thoại Mỹ, diễn viên Hòa Hiệp, ai cũng xót xa ngậm ngùi nhìn chiếc quan tài phủ đầy hoa trắng, thắp nén nhang và cầu nguyện người em, người đồng nghiệp yên nghỉ thanh thản. Nghệ sĩ Hổ Nghĩa đứng lặng người nhìn di ảnh của anh Vũ sau khi thắp nén nhang cho anh. Nghệ sĩ hài Thúy Nga mặc dù chân đau đi lại khó khăn nhưng vẫn cố gắng tới viếng người đồng nghiệp. Vợ chồng Lý Hải Minh Hà cũng tranh thủ sau buổi ra mắt dự án phim của mình cũng ghé đến chia sẻ cùng gia đình của anh Vũ.
Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, một đời sống tốt nên ngày em đi ai cũng thương và trân quý. Chị để lại những dòng thư cuối gửi đến người em trai anh Vũ. Nghệ sĩ Duy Phương, anh Vũ từng cầm vé đi bán ở ngoài chợ. Trong dòng ký ức nhắc về người em đồng nghiệp, nghệ sĩ Duy Phương không khỏi xót xa khi nói về anh Vũ. Tôi thương anh Vũ bằng tình cảm một người anh dành cho đàn em nói tiếp nghề, biết cách sống rất dễ thương và chân tình. Trong một chuyến diễn chung với Vũ bên Mỹ, tôi mới có dịp thấy con người nghệ sĩ này đúng là người của quần chúng. Tôi từng thấy Vũ cầm sấp vé ra ngoài chợ tiểu bang Houghton bán vé giùm ban tổ chức cho từng khán giả. Tôi vừa nhìn vừa xót xa khi em ấy không màng hình ảnh của một nghệ sĩ. Em ấy nói với tôi rằng em thương những người tổ chức, những người mời anh em nghệ sĩ qua biểu diễn. Tôi nhìn và nghe em nói mà rớt nước mắt. Nghệ sĩ Duy Phương từng nhiều lần lưu diễn tại Mỹ với anh Vũ. Trong những chuyến đi ấy, anh nhận ra nhiều điều về đàn em sau ánh hào quang trên sân khấu. Đối với anh Vũ, tôi dùng chân tình của mình để nói rằng tôi rất thương em ấy. Chưa bao giờ tôi đi dự đám tang của bất kỳ nghệ sĩ trong ngày đầu tiên. Nhưng với anh Vũ, tôi phải sắp xếp công việc. Vừa về tới Sài Gòn lại qua thắp cho em nén nhang. Nghệ sĩ thì rất nhiều, nhưng cái tâm và tấm lòng làm nghệ với khán giả như Vũ thì chắc cũng chẳng nhiều. Có những nghệ sĩ họ tự cho mình có vẻ đặc biệt, nhưng anh Vũ thì lại sống rất đơn giản, bình dị, chân tình, sống cho khán giả và quần chúng. Cùng với anh Vũ, Chí Tài và Duy Phương là những cái tên được khán giả yêu mến trên các sân khấu kịch. Nay các anh về thắp nén nhang cho đàn em, vừa xúc động vừa nghẹn ngào. Nghệ sĩ hài Tấn Hoàng, tôi hối hận vì từng trách lầm anh Vũ. Cũng như nhiều nghệ sĩ khi nhắc về hình ảnh anh Vũ trong quãng đời cống hiến cho sân khấu kịch, nghệ sĩ Tấn Hoàng nói rằng, trong suy nghĩ của tôi, anh Vũ là một nghệ sĩ duyên dáng, có đạo đức, tính tình biết nhường người lớn kẻ nhỏ. Và cũng trong số những hồi ức ấy, Tấn Hoàng cũng từng có lần trách lầm đàn em khi không biết về tình trạng sức khỏe của anh Vũ đang gặp phải. Anh kể lại, trong dịp Tết này tôi có quay chung một tiểu phẩm về táo với anh Vũ. Khi ấy tôi thấy Vũ hay quên tuồng hoài, tuy không nói ra nhưng tôi vừa nghĩ vừa giận trong bụng rằng không biết có phải anh Vũ ỷ cái tên lớn hay sao mà không thuộc tuồng hay nói chuyện ngoài lề. Giờ tôi mới hiểu rằng trí nhớ của anh Vũ cũng kém rồi, tôi cũng hối hận khi mình lỡ trách một đứa em mà không tìm hiểu rõ sự tình. Khi báo chí bắt đầu đưa tin Vũ mất, tôi cập nhật tất cả, đúng sai gì tôi cũng xem, bài báo nào clip nào nói về em tôi cũng đọc hết, tôi thương em ấy. Nam nghệ sĩ hài cũng gửi gắm nguyện vọng. Qua câu chuyện về sự ra đi của Vũ, tôi nghiệm ra rằng nghệ sĩ mình phải thương nhau, lỡ có gặp nhau ngoài đường thì cũng phải thắng xe lại chào nhau. Lỡ có sau này không còn dịp thì cũng không uổng. Giờ khán giả người thương em ấy có ủng hộ, quyên góp lo hậu sự bao nhiêu tiền thì cũng không bằng sinh mạng em ấy khi sống cùng anh em nghệ sĩ. Tôi tin anh Vũ về với cõi Phật vì em ấy sống cuộc đời quá hiền, có hiếu với cha mẹ, có nghĩa với anh em, thương đồng nghiệp. Mỗi lần gặp tôi đều giả vâng lễ phép tôn trọng, gặp đàn em thì nâng đỡ. Nghệ sĩ Chí Tài, nếu có kiếp sau tôi chỉ mong anh Vũ vẫn là một người nghệ sĩ được khán giả thương. Dù lịch trình ở Việt Nam khá bận, nhưng Chí Tài vẫn cố gắng sắp xếp công việc và đến gặp người em anh Vũ. Anh còn nán lại khá lâu để cùng trò chuyện với người nhà anh Vũ, các anh em nghệ sĩ khác và nhắc về những mẩu chuyện về người đồng nghiệp hiền lành. Nghệ sĩ Chí Tài kể, khán giả có thể công nhận rằng anh Vũ, một người nghệ sĩ, một diễn viên hài rất lanh lợi, dễ thương và làm việc với các đồng nghiệp rất hết lòng. Tôi còn nhớ mãi em ấy có khả năng ngẫu hứng làm thơ châm yếm rất hay, mặc dù kịch bản không hề có. Gần đây tôi không diễn chung với em ấy nhiều, nhưng khoảng thời gian 2 năm về trước, hai anh em đi diễn chung vui lắm. Chí Tài cùng các anh em nghệ sĩ nán lại rất lâu cùng trò chuyện, nhắc về anh Vũ và những hồi ức trên sân khấu. Nghệ sĩ Chí Tài còn chủ động căn dặn nhiều điều với gia đình anh Vũ để đám tang và ngày đưa tiễn người em về đất mẹ suôn sẻ. Tôi thấy Vũ thương khán giả và khán giả cũng thương em ấy nhiều lắm. Vì thế, khi em ấy đột ngột ra đi, ai cũng cảm thấy đó là điều mất mát lớn. Thắp nén nhang cuối cho em, tôi chỉ cầu cho em ấy về cõi Phật thanh thản. Nếu có kiếp sau, mong em ấy vẫn là một nghệ sĩ và cống hiến cho đời nhiều vai diễn hay cho nghệ thuật và khán giả. Đám tang anh Vũ ngày thứ hai, sau việc người gửi vòng hoa, người đau buồn không nói một lời. Nhiều nghệ sĩ bật khóc vì quá bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của anh Vũ, của một diễn viên tài năng hết lòng vì nghệ thuật. Sự ra đi của nghệ sĩ anh Vũ để lại niềm tiếc nuối cho nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ. Đến chiều 10 tháng 4 hôm qua đã có rất nhiều nghệ sĩ màn ảnh, cũng như diễn viên phim đã đến viếng nghệ sĩ anh Vũ. Sáng 10 tháng 4, lễ tang cố nghệ sĩ anh Vũ tiếp tục được diễn ra tại chùa Ấn Quang trong niềm tiếc thương của gia đình và bạn bè thân thiết. Chỉ còn một ngày nữa thì cố nghệ sĩ sẽ về với đất mẹ. Dù khá bận việc thiêng, nhưng các nghệ sĩ đều thu xếp và lần lượt tới viếng nghệ sĩ hài anh Vũ.
So với ngày hôm kia thì buổi chiều nay, lượng người dân và khán giả vào trong đám tang đã vơi bớt. Giao thông xung quanh chùa vẫn đông đúc kẹt xe vì hai bên đường vẫn có nhiều người dừng xe để theo dõi. Di ảnh của cố nghệ sĩ Anh Vũ được đặt ngay chính diện để tiện nghệ sĩ viếng thăm. Diễn viên hài Thúy Nga ngày 2 đến viếng Anh Vũ. Nghệ sĩ Quế Trân cùng đến viếng đàn anh. Nghệ sĩ Anh Vũ và Quế Trân từng hợp tác ở mảng dẫn chương trình. Nam diễn viên Ngọc Tượng đến thắp nén hương vĩnh biệt đàn anh. Vòng hoa được vợ chồng Trường Giang Nhã Phương gửi đến. MC Quỳnh Hoa xúc động khi nhìn di ảnh đồng nghiệp. Nữ diễn viên Phi Phụng tới thắp nén hương, tiễn biệt đồng nghiệp. Cô bần thần trước sự ra đi của đàn em đồng nghiệp mà mình quý mến. Tiết Thu tới tiễn biệt đàn anh, nữ diễn viên Kim Tuyến. Hôm qua Minh Nhí mệt mỏi nên xin phép về nhà sớm, đến hôm nay anh lại lên cùng nghệ sĩ Anh Vũ. Diễn viên Hiền Mai đã đến tiễn đưa đàn anh lần cuối. Nữ diễn viên Thụy Mười đã đến viếng nghệ sĩ Anh Vũ. Khán giả bày tỏ sự thương tiếc cho sự ra đi quá sớm của Anh Vũ. Một khán giả đến viếng chia sẻ, tôi đến viếng Anh Vũ từ hôm qua nhưng hôm nay vẫn muốn đến. Thương quá thương, tôi mê hài Anh Vũ lắm, mến mộ sống tình cảm hiếu thảo với cha mẹ, làm sao mà ra đi đột ngột như vậy. Lễ động quan diễn ra lúc 6 giờ sáng ngày 12 tháng 4, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9.